Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu lại cho anh em một cái dòng máy khoan đục ba chức năng của hãng Hanbo mới vừa về cửa hàng. Thì trước cái hãng Hanbo á, thì mình bán rất là nhiều luôn ha, nhưng mà đứt hàng thời gian tầm khoảng 3 tháng á, thì hôm nay đã về lại rồi anh nha anh em. Thì đây là dòng máy khoan Hanbo 920W có mã là Z1AHB2831. Thì trước cái máy khoan này bán rất là chạy luôn á, nhưng mà do đứt hàng cũng khá là lâu á, thì hôm nay nó đã về lại cũng khá là nhiều. Như vậy anh em đang có nhu cầu về lại cái dòng này thì ghé cái hàng lấy, giá bên mình vẫn không đổi ha, chỉ có 980 ngàn cho cái máy khoan này thôi. Thì nó dùng dòng điện 220 50 Hz, 920W tốc độ nha anh em ha, 920W. Rồi thì nó dùng cái đầu gài là SDS, nó có thêm một cái đầu chuyển nữa nha anh em, nó có thêm một cái đầu chuyển sang đầu kẹp ba chấu để anh em có thể khoan sắt ha, những cái mũi khoan chui tròn đó. Hanbo là hàng chính hãng nha anh em ha, hàng chính hãng được bảo hành ta là 3 tháng. Cái thùng này rất là cứng cáp luôn nha, cái thùng màu đỏ như thế này nè, cực kỳ cứng cáp luôn nha, chứ nó không có mềm, mình thấy nó rất cứng luôn nè nha, cứng cáp lắm nha, cứng. Thì máy trang bị thêm chúng ta là gồm hai mũi đục, một mũi đục dẹp, một mũi đục nhọn ha, và ba cái mũi khoan, một mũi 6, một mũi 8, một mũi 10. Đó, ví dụ như đây. Đây là cái mũi khoan này 6 ly nè ha. Cái mũi khoan cũng khá là xịn nha anh em. Đó chứ đó. Rồi 6, cái này là 8 anh. 8. Đầu gà SDS hết nha. Rồi, đây là 10 ly. Ha, đó mũi khoan 10 ly. Rồi trang bị ta thêm một cái mũi đục, một mũi đục nhọn nè, 14 ly ha. Rồi một mũi đục dẹp. Đây. Anh em ha, đó. Ngoài ra máy trang bị thêm một cái đầu chuyển từ từ cái đầu SDS này sang đầu kẹp ba chấu này. Những anh em nào chúng ta cần khoan gỗ ha, mà dùng cái đầu khoan sắt rồi đó mà chúng ta tích hợp chung á, thì chúng ta có thể dùng cái đầu này nó gắn vào ha, để chúng ta xài nó rất là tiện ích luôn. Cái máy này giá nó khá là rẻ nhưng mà nó trang bị rất là nhiều như chi tiết như thế này anh em ha. Thì những cái dòng này mình bán rất là chạy luôn, anh em nhìn thấy cái đầu cắm ha, cũng khá là xịn luôn nè nha, nó cũng không phải là hàng bình thường đâu ha, cũng xịn đấy. Đó, tại vì những dòng này mình bán rất là nhiều luôn ha, nhiều anh em tin dùng và đã định hình được cái chất lượng rồi. Đó, quan trọng là bây giờ mình có anh em có đổi ha, những nhiều anh em có nhu cầu trang bị thêm, hoặc những anh em xài rồi thấy những người ta xài ok cũng muốn mua mình cái ha, thì bây giờ hàng nó về rồi. Lúc trước nhiều anh em hỏi là mà không có. Đó. Rất là đẹp anh em nha. Đó, đây ha. Thì cái máy này nó được thiết kế nó dùng giống giống như Bosch lúc trước, nó có ra một cái màu xanh nữa ha, màu xanh thì nó dùng một tem dán anh em, còn cái này là màu đỏ thì nó dập nổi chữ Hanbo nằm trên đây luôn ha. Đó, màu xanh thì nó dùng tem bón, tem dán nó gần gì rất giống với Bosch ha. Nó nhiều anh em lại không muốn bán cái màu xanh đó tại vì nó giống như Bosch rồi đó, đẹp anh em ha. Có 980 ngàn cho cái này thôi mà khá là đẹp luôn, máy trang bị cực kỳ đẹp luôn nè. Mình chưa nói về động cơ ha, búa đó bên ngoài vậy đó ha. Đó, đảo chiều cái phải nha, gài đó. Ba chức năng ha, khoan mới nhích vào khoan búa đó, chuyển ha. Rồi cái đầu gài này cũng rất đơn giản anh em gạt vô như thế này, kéo mạnh vô ha, rút ra đó là ra ha. Thì khi đó chúng ta gắn cái đầu chuyển vô ha, chúng ta cũng kéo ha, khi gắn vô chúng ta cũng kéo sát vô nè, ấn nó vô ha, rồi thả ra thôi đó, giờ xong rồi đó nha, nè kéo vô ha và rút ra. Rồi, như thế này thôi là chúng ta đã có một cái máy khoan để chúng ta khoan sắt rồi nha. Đó, rất là khỏe. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vô mình thử cho anh em xem nha. Rồi đó, rất là đã ha, đẹp. Thì ở đây nó 920W này, tốc độ quay 11.000 vòng một phút ha. Đó, lực búa là 4.000. Rồi thông số thì đủ anh em ha, rất là đẹp. Rồi cắm điện rồi ha. Đây là búa anh em ha, mình sẽ chế độ này là chế độ khoan búa nè. Rồi anh em chờ một chút. Rồi tiếp nữa ha,
đó, máy chế độ búa ha, rất là mạnh luôn, chế độ khoan. Bằng búa. Rồi, ha, rất là đẹp. Chỉ có 980 ngàn thôi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ khoan thử cho anh em ha. Mình sẽ khoan khoan búa thử cho anh em xem có tốc độ của nó như thế nào nha. Vào bê tông tại thì nhiều anh em mua cái dòng máy này chủ yếu là để đục rãnh tường á, đục rãnh tường và khoan bê tông nha. Còn dùng chức năng khoan thì cũng có mà ít lắm, đa phần là để khoan bê tông và đục ha, đục tỉa. Ok ha. Rồi anh em coi chờ mình khoan ha. Rồi ok ha. Bây giờ mình sử dụng là cái mũi này là mũi 10 ly, mũi này lúc trước khoan tầm khoảng 2 lỗ rồi nè anh em ha. Rồi mình sẽ khoan vô cái tấm bê tông dưới đây để cho anh em xem cái tốc độ khoan búa như thế nào nha. Đó, để chế độ khoan búa ha. Rồi tấm này tấm bê tông khá là cứng nha anh em ha. Đó à, rồi sát ra nè, đảo chiều thì anh em lưu ý nha, cái máy này có một cái điều đặc biệt như nè, khi anh em quay ngược chứ vào á, nó quay, khi anh em để chế độ mà khoan nó khoan rất là mạnh, nhưng khi mà anh em đảo chiều lại để rút cái mũi khoan lên á, nó quay chậm lắm ha, để nó bảo vệ khoan chúng ta nè. Mình sẽ để cho anh em xem thấy nè, khi mình để ở vị trí tháo mũi khoan ra nè, nó quay rất là chậm luôn ha, nó quay rất là chậm luôn. Như vậy nhiều anh em mua hàng cũng lưu ý giùm ha, chứ nó không có vấn đề gì đâu. Nhiều lúc anh em sang chế độ này, ủa sao nó quay chậm thế, còn khi mình để chế độ khoan thì nó quay rất là nhanh ha. Chế độ khoan đây, còn chế độ mở ra đây, đó hai chế độ khác nhau ha. Một lát mình xử thực tế cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ khoan một lần nữa cho anh em xem lại cái mũi 10 ly này. Theo mình nghĩ một cái lỗ này khoan tầm khoảng cỡ mười mấy giây anh em ha, khoảng cả 15 giây á, anh em đếm trên màn hình vậy ha. Giờ mình khoan mũi thứ hai nha. Rồi tới anh em sâu rồi đó, mình nghĩ chắc khoảng 10 giây á. Rồi mình lấy ra nè, đảo chiều ha, anh em xem nó quay chậm lắm nha. Đó đó ra nè, cái chức năng mà quay ra nó chậm lắm nha. Rồi ok, hai mũi rất là sâu luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nó khoan như thế nào nha. Mũi thứ ba anh em chờ một chút. Rồi cận cảnh ha, bây giờ anh em sẽ cùng nhau xem đây nha. Mũi này mùi nè, mũi thứ ba đây. Rồi hết rồi anh em nha, rất là lẹ luôn. Ok đó, rồi mình sẽ thử qua chiếc răng đục ha. À, đục cho anh em nghe thử tiếng búa nha. Sang búa rồi. Yeah.
tiếng búa đục rất là khỏe ha. Này là bê tông mình không có ép ha. Còn đục cạnh đây thì dễ quá rồi. Ok ha, anh em nghe tiếng búa thôi nha. Rồi, ok anh em, thôi mình thử gì được rồi ha. Rồi ok anh em, thì sau cái quá trình mình thử khoan thử đục ha, thì anh em thấy được cái búa nó rất là khỏe và khoan rất là khỏe luôn. Đó. Thì cái giá mình cửa hàng mình đoán chỉ có 980 ngàn thôi, giá là chưa bằng phí ship nha. Anh em nếu nhu cầu mua thì cộng thêm cái phí ship hàng nha. Hàng thì cửa ha đã về sẵn rồi ha, số lượng khá nhiều. Thì mình nói lại về cái chức năng này nè, khi anh em để chế độ khoan á, anh em để chế độ khoan á, khoan vào thì nó quay rất lẹ ha. À, nhưng khi mà anh em đảo chiều nè, chế độ chiều á, nó quay chậm liền ha, nó không có quay nhanh đó, nó chức năng như vậy ha. Rồi ok, anh em đang nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới, số điện thoại bên dưới được mua hàng ha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.